Số phận kẻ đoạt tình. Tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Trời chưa sáng, tiếng trống thu thuế đã dồn dập như báo dỡ đê, vang dội khắp làng. Người dân bật dậy lo lắng nhìn nhau, nhất là những nhà còn thiếu thuế. Ở cái làng gòi nghèo nàn này thì thế là một nỗi khiếp sợ truyền kiếp. Năm nào chuyện đánh đập, bắt trói, tịch thu tài sản cũng diễn ra đến mức quen mắt. Nhà thỏ dậy chưa? Mau ra đình nộp thuế! Tiếng trương trần phái, quang quang ác cả tiếng trống. Như chỉ chờ có vậy, anh chị Thỏa từ trong nhà bước ra quỳ thụp dưới chân của lão chánh tổng hán, lạy như tế sao. Còn lại cụ chánh, con xin cụ chánh nhẹ tay lập phúc, năm nay mất mùa, làm ăn khó khăn, con lại đau ốm liên miên nên chưa có chuẩn bị kịp. Con xin cụ chánh cho con ít bữa, con xin mang nộp tận nhà. Không được, hôm nay là hạn cuối cùng rồi, mà dài hôm nữa thì mày bật mã cha mày lên có tiền hả, hay là mày in ra tiền? Trương Tuần Phái quát lên, rồi hắn quay sang chánh tổng hán khúm núm. Dạ, bẩm cụ chánh, nhà này thiếu thuế từ năm ngoái, cộng thêm thuế năm nay nữa. Chánh tổng hán gật gù. Cứ chiếu theo quy định mà làm đi, không có nhiều lời. Lập tức, anh Thỏa bị hai người Trương Tuần trói gô lại như người ta trói một con heo nằm còng queo ở dưới đất. Nhìn người chồng yếu đuối bị trói, nước mắt của chị Thỏa chan hòa. Chị lê bằng hai đầu gối đến trước mặt chánh tổng, ôm lấy chân của lão cầu xin. Con lại cụ chánh, nhà con đang bệnh, xin đừng trói. Chánh tổng hán lừ lừ đôi mắt cá chày nhìn chị Thỏa. Tiện chân, lão đạp thẳng một phát vào giữa ngực chị, rồi quát lên. Lên phủ mà kêu với quan phủ mẫu đi. Bị đạp bất ngờ, chị Thỏa ôm ngực ngã ngửa ra phía sau, phần gáy đập mạnh xuống nền sân. Rất may là sân đất nên chị chỉ bị choáng đôi chút. Lũ con của chị Thỏa từ trong nhà lao ra đỡ mẹ, khóc như ri vỡ tổ. Dẫn đầu là con Nguyệt, đứa con gái lớn của anh chị Thỏa. Dưới nó còn ba đứa em vừa trai vừa gái nữa, chênh nhau một cái đầu. Lão chánh nhìn Nguyệt giật mình. Trời đất ơi, cứu cáo đẻ con tiên. Con Nguyệt năm nay 16 tuổi, đúng vào lúc dậy thì, gương mặt của nó sáng như trăng rằm, cả thân thể nó hừng hực sức trẻ, da thịt tươi tắn quyến rũ. Lão chánh nuốt nước miếng đánh ực một cái, lão dở giọng nhân đức. Vợ chồng nhà Thỏ nghe đây, nợ năm trước cộng nợ năm nay là 6 đồng, cộng thêm tiền lãi gần 2 năm, dĩ chi là 9 đồng rưỡi. Nhà mày có sang tiểu sành chục lần luôn, cũng không có trả hết nợ đâu. Nhìn hoàn cảnh gia đình nhà mày cụ thương lắm, không nỡ làm khó. Chi bằng vậy đi, vợ chồng mày cho con kia sang ở đợi cho cụ 2 năm, cụ xóa nợ cho. Mà nó tên là cái gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chị Thỏa thưa. Dạ bẩm cụ chánh, năm nay 16 tuổi, cháu tên là Nguyệt. Lão chánh gật đầu. Được, nếu vợ chồng mày đồng ý thì sáng mai cho nó vào hầu hai cụ. Đây là cơ hội cho nhà mày thoát nợ đó. Trương Tùng Phái phụ họa. Vậy là cụ chánh thương vợ chồng mày lắm rồi đó. Vừa hết nợ lại vừa không phải nuôi một miệng ăn, nhà khác là chắc không có được hưởng cái ân huệ này đâu. Vợ chồng anh Thỏa năm nay hơn 40 tuổi, là cái bóng nhỏ nhoi như hạt cát của làng. Không ai nhớ tới anh chị nếu như không có được thu thuế. Thôi thì, hàng năm đủ các loại thuế tràn lên đầu lên cổ người dân thấp cổ bé họng. Chục năm trước, anh chị Thỏa cũng có 2 sào ruộng, tạm gọi là bờ xôi ruộng mật, nằm cạnh ruộng của lão chánh. Nhiều lần lão chánh sai người sang hỏi mua cho có liền ruộng, nhưng anh chị Thỏa không có dám bán. Bán rồi thì lấy đâu ra thóc gạo mà ăn. Nào ngờ bố đẻ của anh Thỏa năm kia không rõ mắc phải cái bệnh gì mà bệnh lên bệnh xuống. Túng quá, anh Thỏ đành sang nhà của lão chánh hỏi mượn. Lão sởi lởi cho vay tiền ngay, nhưng bệnh tình của bố anh mỗi ngày thêm nặng,
hết thầy thuốc này đến thầy lang kia đều bó tay. Giữa năm ngoái, bố của anh nhắm mắt xuôi tay. Vậy là người không cứu được mà ruộng cũng mất theo. Vợ chồng anh Thỏ coi như trắng tay. Số tiền nợ từ năm ngoái mà lão Chánh nhắc tới chính là tiền thuế thân của bố anh Thỏ. Lão Chánh giải thích. Bố của mày chết vào giữa năm mà khai báo nộp thuế vào đầu năm nên bố mày vẫn phải chịu thuế. Kêu trời không thấu, gọi đất không thưa. Thôi thì thân phận con sâu cái kiến, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Biết kiện cáo Thanh Minh với ai bây giờ đây? Vậy là anh chị Thỏa đành phải gánh thêm cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Từ ngày không còn ruộng, vợ chồng của anh Thỏa nai lưng ra mà cày thuê cuốc mướn cho bất kỳ ai muốn thuê, kể cả nhà của lão Chánh. Ngay cả con Nguyệt, từ những năm chưa đến 10 tuổi, đã phải chăn trâu cắt cỏ cho nhà của lão Chánh rồi. Bữa đói bữa no, nhiều khi đòn roi lời chửi rủa thay cho chén cơm hẩm hằng ngày. Bữa cơm trưa hôm đó, nhà anh Thỏ như có tang, gọi là bữa cơm cho sang, chứ thực ra làm gì có gạo mà nấu thành cơm. Vài củ khoai lang bằng cái chui liềm, vài cái bắp chỏng chơ trên cái mâm gỗ cũ kỹ sức mẻ. Cùng một dĩa to rau luộc, không thể gọi chính xác là rau gì, nghĩa là chị Thỏa ra đồng, vơ hết tất cả từ ngọn rau dền dại, rau sam đến loại rau khúc, miễn là có thể ăn được. Anh Thỏa gợi ý. Ý của mẹ nó ra làm sao? Có đồng ý cho con Nguyệt nó sang hầu hạ nhà cụ Chánh không? Chị Thỏa suy nghĩ rất lung, lâu sau chị mới nói. Lòng dạ chúng nó hiểm ác không có thể đong đếm được. Tôi không có muốn con gái của mình đi vào cái nơi hang hùm nọc rắn đó. Anh Thỏa vội hỏi. Vậy lấy đâu ra 9.50 bây giờ? Hình như nỗi uất ức trong lòng chị Thỏa được dịp bùng lên. Mặc kệ mẹ chúng nó đi, thịt người tanh lắm, không thể ăn được. Giả lại, mình chỉ khất nợ, chứ có trốn nợ đâu mà sợ. Anh Thỏa lo lắng, vẫn biết là như vậy, nhưng họ hành lên hành xuống cũng chết. Họ là quan là chủ nợ, mình là dân đen là con nợ. Thế của mình yếu lắm, không có chống lại được họ đâu. Họ nói cái gì thì cũng phải nghe cái đó. Dẫu có lên quan phủ đi chăng nữa, dĩ nhiên họ sẽ bên nhau chứ. Thôi thì mình nén lòng thương con, 2 năm trôi nhanh lắm. Lúc bấy giờ, Nguyệt mới chen vào. Thầy con nói phải đó, Bu cứ để con sang nhà của cụ Chánh. Con nghĩ đây là cách duy nhất thầy Bu thoát khỏi nợ nần. Chị Thỏa nhìn đứa con gái mới lớn mà lòng đầy xót xa. Cảm ơn con đã biết nghĩ đến thầy Bu. Nhưng phía trước con đường con sắp dấn thân vào là đầy cạm bẫy chông gai. Bu lo cho con lắm. Nguyệt cố cứng rắn cho mẹ yên lòng. Bu không phải lo cho con. Năm nay con đã 16 tuổi rồi. Tự biết mình phải làm gì. Chỉ mong thầy Bu giữ gìn sức khỏe, nuôi các em con khôn lớn là con yên tâm. Vậy là số phận người con gái mang tên Nguyệt được quyết định trong bữa cơm đạm bạc chan đầy nước mắt. Nói là làm. Sớm hôm sau, Nguyệt xách toàn ten cái bị cói mỏng dính. Bên trong là bộ quần áo giá chằng giá đụp. Ngôi nhà của lão Chánh Tổng Hán không xa lạ gì với Nguyệt. Năm lên 9 lên 10, Nguyệt từng chăn trâu cắt cỏ cho nhà lão. Từng vào ra nhiều lần, khung cảnh không khác ngày xưa là mấy. Cái khác chăng là bây giờ, bên trong kẻ ăn người ở đi lại tấp nập hơn, đông đúc hơn. Trong giây lát, kỷ niệm cũ đầy cay đắng ùa về như vẫn còn nguyên vẹn mọi tuổi nhục. Từ giờ phút này, Nguyệt sẽ phải đối mặt với biết bao công việc nặng nhọc cùng mọi âm mưu đen tối của cả gia đình lão Chánh. Nguyệt hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm chậm, vài lần cho bớt căng thẳng hồi hộp. Một lát sau, Nguyệt lấy hết can đảm tiến tới giật dây chuông. Vài phút sau, một người đàn bà trung tuổi, dáng dấp nhanh nhẹn, khuôn mặt phúc hậu ra mở cổng. Bà ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp đến gọi cửa. Ánh mắt nghi ngờ của bà chiếu thẳng vào Nguyệt. Bà lên tiếng. Cô tìm ai? Như đoán được trước câu hỏi sẽ đến như vậy, nhưng Nguyệt lấy hết bình tĩnh trả lời.
Dạ, cháu chào bác. Cháu tên là Nguyệt. Con có bố mẹ Thỏa, người làng Gòi. Hôm nay cháu đến để làm trừ số nợ mà thầy bưu cháu đã nợ với cụ Chánh. Nhờ bác vào bẩm với cụ Chánh ạ. Người đàn bà nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Nguyệt mà thương cảm. Lại một con người hiền lành rơi vào chốn địa ngục trần gian. Lại một con cừu non dâng lên miệng quỷ. Bà nói thầm. Nơi đây cực khổ lắm con gái ơi. Không biết con có chịu nổi hay không nữa. Nguyệt khẳng khái. Cháu con nhà nông từ khi còn trong bụng mẹ, sợ gì gian khổ. Người đàn bà nói tiếp. Không chỉ cực về thời gian, về công việc, mà còn vô vàn những cái thứ khác nữa. Nhất là với một người đẹp như con, thì cạm bẫy chất chồng. Con có hiểu ý của ta nói hay không? Nguyệt kiên quyết. Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Cháu chịu được. Cầu mong mọi chuyện yên lành. Vậy cháu vào đi. Gia đình Tổng Hán đã ba đời làm chánh tổng. Tiền của ức vạn, nhà cửa tòa ngang dãy dọc liền liền, ruộng vườn thẳng cánh cò bay, hàng năm lợi tức các khoản thu về không biết bao nhiêu mà kể. Phi độc ác bất thành sự nghiệp. Lời cổ nhân xưa nói không sai. Ngay từ đời ông nội lão chánh Tổng Hán thì sự tàn ác cùng âm mưu đen tối đã hãm hại không biết bao nhiêu người nhằm chiếm đoạt ruộng nương nhà cửa. Đến đời bố của lão thì thủ đoạn còn được nâng lên mức độ khủng khiếp. Dựa vào thế lực người Pháp nên động một chút là bố của lão du cho cái tội người có hội kính. Ngày đó, cái tội người có hội kính ghê gớm lắm. Cứ gọi là đi tù phát giảng tận Sơn La, Yên Bái, rồi chết mục xương nơi rừng thiên nước độc. 10 người đi chưa chắc có lấy nổi một người trở về. Nói không đâu xa, năm 1940, Lý Trưởng Mục, người làng Gôi, giàu có không kém gì chánh tổng Hán, lại được quan hai người Pháp đỡ đầu định ra tranh chức chánh tổng của lão. Bản chất nham hiểm đã trở thành thâm căn cố đế trong gia đình chánh tổng Hán. Vào một ngày đẹp trời, Tây Đoan ập vào nhà của Lý Mục khám xét. Một cái nồi đồng 30, nửa thúng gạo nếp đã nấu thành cơm đã ủ men, nửa cân men rượu, một thùng ruột gà bằng đồng làm lạnh. Toàn là những đồ dùng để nấu rượu được cất kỹ sau cái nhà ngang. Ngay cả lúc ra tay vào còng, Lý Trưởng Mục vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hắn không thể hiểu nổi những cái đồ nấu rượu kia từ đâu ra, chui vào nhà hắn từ khi nào. Tỉnh tâm lại, Lý Trưởng Mục mới hiểu thủ đoạn hèn hạ của chánh tổng Hán, thì đã muộn. Mặc dù về sau được ngài quan hai Pháp hết sức binh vực mới thoát được cái tội nấu rượu lậu, nhưng tài sản đã đội nón ra đi hết sạch sành xanh. Lý Trưởng Mục tự an ủi. Thôi thì, của đi thay người. Nói thì nói vậy, chứ mối thù này hắn thì không đội trời chung với Tổng Hán. Dựa vào hương ước của làng, quy định của thực dân Pháp, Tổng Hán không có từ một thủ đoạn nào nhằm đàn áp bóc lột tận xương tận tủy người nông dân. Năm 1945, nạn đói khủng khiếp xảy ra tại miền Bắc và miền Trung, người chết đói đầy đường. Ngoài cổng nhà của lão Tổng Hán, lúc nào cũng đông ngút ngàn kẻ đến ăn xin, đuổi đi không được. Một lần Tổng Hán nổi cơn điên khùng, dung gậy phan bừa vào lũ người sắp trút hơi thở cuối cùng vì đói. Một người lăn ra chết. Lý Trưởng Mục hí hửng nhân cái dịp này quyết nghiền Tổng Hán ra bã. Kiện cáo lên tới quan tuần phủ Võ Hạo. Sau khi nhận của Tổng Hán 30 đồng, quan phụ mẫu phán. Kẻ ăn mày kia sắp chết. Cái dục của chánh Tổng Hán chỉ là giọt nước làm tràn ly. Giá như không có cái dục đó thì nó cũng chết vì đói. Nhưng đánh người chết vẫn là phạm tội. Nay ta phạt chánh Tổng Hán 1 đồng và 3 ống gạo, tất cả phải trao cho thân nhân người bị nạn. Chánh Tổng Hán có 3 người vợ. Vợ 2, vợ 3 ở làng khác. Ở cùng với Tổng Hán là bà vợ cả. Mọi người thường gọi là bà cả. Bà cả sinh được 2 người con. Con trai lớn tên Hoàng, năm nay 28 tuổi. Con gái út tên Diễm My, 21 tuổi. Mới lấy chồng ở ngoài tỉnh. Trái ngược với tính nết của người chồng, bà cả hết sức nhân từ. Bà tâm niệm phúc đức tại mẫu,
nên bà luôn hướng hai con tới cái điều tốt lành. Do vậy mà hai người con của Chánh Tổng Hán lại biết thương xót kẻ nghèo khó, kẻ ăn người ở trong nhà Chánh Tổng Hán đều yêu mến anh em Hoàng. Hoàng được cha mẹ cho lên tỉnh ăn học từ bé, cho nên mọi sinh hoạt, tác phong đều mang dáng dấp phương Tây. Học hành xong, Hoàng được vào làm việc tại một tòa án cấp huyện, mọi người thường gọi là cậu Phán. Do nhà có xe tay nên cậu Phán Hoàng sáng đi tối về, hôm nào bận thì anh ở lại làm việc thêm buổi tối. Vợ chồng Chánh Tổng Hán coi đó là niềm tự hào của dòng họ. Không tự hào làm sao được khi Hoàng là một chàng trai cao lớn, đẹp trai, học giỏi. Bây giờ anh còn là một thầy phán ở tòa, tương lai đầy sáng sủa. Đã vài ba đối tác có con gái xinh đẹp lên tiếng cho không, nhưng Chánh Tổng Hán chưa ưng ý một ai. Lão nhìn vào cái đích xa hơn, con gái quan phủ Võ Hạo. Lão sẽ đạt được hai mục đích, một là trả cái ơn cứu nạn ngày trước, hai là quan phủ chỉ có một đứa con gái độc nhất, tài sản sau này không cho con gái thì cho ai. Lão đã giàu càng giàu thêm, đời đời kiếp kiếp được ăn trên ngồi trước hơn người. Giả lại, lão Chánh cũng muốn kết thân để nương bóng cây tùng. Quan phụ mẫu Võ Hạo có người con gái tên là Võ Thúy, dung nhan tầm thường, nhìn thoáng qua thấy hơi xấu, càng nhìn càng thấy xấu. Năm nay cô đã 24 tuổi, vào cái tuổi này dẫu là ở phố thị cũng coi như đã ế. Vợ chồng quan phủ buồn lắm. Một lần trong buổi mừng sinh nhật quan bà, quan phụ mẫu được lão Chánh hỏi han đến cô con gái và ngỏ lời muốn kết thân. Mừng hơn dớ được vàng, không lẽ lại gật đầu ngay thì yếu thế quá. Với cái dáng điệu quan cách hằng ngày, quan phủ cười cười. Thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó qua rồi. Cảm ơn cụ Chánh đã có lời tốt đẹp, nhưng tôi còn phải trao đổi với bà nhà tôi cái đã. Nhất là con Thúy, nó phải gật đầu mới nên đôi nên lứa được chứ. Tôi nói vậy có phải không cụ Chánh? Chánh Tổng Hán đọc được ý nghĩ của quan phụ mẫu, giả làm kêu. Tuy vậy, lão vẫn nói. Lời của cụ lớn vậy chứ phải. Hai gia đình ta xưa nay vốn đã thân thiết, nay vợ chồng con mong muốn được càng thân thiết hơn nữa. Rất mong cụ lớn ban ơn mưa móc. Quan phụ mẫu cười ha hả. Không dám nhận, không dám nhận. Mời cụ Chánh sơ chén rượu lạc. Muốn gì thì gì. Lão Chánh Tổng làng gọi vẫn là cấp dưới, nên lời ăn tiếng nói, cách xưng hô vẫn phải đúng mực, chứ không thể bằng vai phải lứa. Lão vẫn phải xưng con với quan phụ mẫu. Khi tàn tiệc, quan phụ mẫu giả lả ôm vai của Chánh Tổng Hán rồi nói nhỏ. Tôi chợt nghĩ ra một điều này. Từ mai tôi cho phép con Thúy nhà tôi nó đi qua lại với nhà cụ Chánh. Hãy tạo điều kiện cho tụi nó tìm hiểu. Sau này có nên qua nên quả, chúng nó càng mang ơn cha mẹ đã chọn đúng người. Tôi nói vậy có được không? Thực tâm quan phủ Võ Hạo không phải hạ mình kết thông gia với Chánh Hán đâu. Quan thương con gái lớn tuổi mà không có ma nào xin cưới. Hơn nữa, quan cũng nhìn vào cái núi của nhà lão Chánh Tổng làng gòi. Quan thừa biết, nhà Tổng Hán chỉ có hai đứa con gái lấy chồng xa. Nếu con Thúy nhà quan lấy thằng Hoàng nhà Tổng Hán, thì sau này khối tài sản kích xù kia nhất định sẽ lọt vào tay con gái quan phủ. Quan phụ mẫu đã tính kỹ rồi, thông gia với kẻ kém mình một chút, nhưng được nể trọng, còn hơn chán vạn lần thông gia với người bằng vai phải lứa mà phải giữ ý từ lời ăn tiếng nói. Tiệc tàn, Võ Hạo tiễn Chánh Tổng Hán ra tận cổng. Quan phụ mẫu Võ Hạo vỗ vai Chánh Tổng Hán thân mật. Lời tôi nói hôm nay không phải là rượu nói đâu nghe, cụ nên coi trọng. Đúng là kẻ cắp bà già gặp nhau. Cả hai như nhìn thấu lòng dạ của nhau. Tuy vậy, lão Chánh Tổng Hán vẫn đưa cả hai bàn tay ra, nắm lấy một tay quan phụ mẫu kính cẩn. Dạ bẩm cụ, lời cụ dạy con xin ghi lòng tạc dạ. Kể từ ngày đó, con gái quan phụ mẫu, tức là cô Võ Thúy, thường xuyên có mặt tại nhà Chánh Tổng Hán.
Có hôm cô còn ngủ lại qua đêm. Cô cũng ra oai quát tháo, sai phái kẻ ăn người ở. Bà Chánh hắn không bằng lòng, nhưng vì sợ oai của chồng nên không dám phản ứng. Dường như Võ Thúy rất hợp với bố chồng tương lai. Đi đâu lão Chánh cũng khoe với mọi người rằng có cô con dâu tương lai chăm chỉ, khéo léo, lại biết công biết việc. Lão Chánh nói với vợ, phải như vậy chứ mới giữ được cơ nghiệp nhà này. Cứ hiền lành thật thà như bà thì không bao lâu mà trắng tay đó nghe. Bà Chánh thở dài ngao ngán. Đối với con trai thì lão nói, bố đã nói với quan phủ rồi, con đừng có để cho bố mất mặt. Hoàng cười nhạt, đã là thời nào rồi mà bố còn lạc hậu vậy? Chuyện hôn nhân của con tự khắc con lo được, con đâu có còn nhỏ dại nữa. Với lại nó vừa xấu nết lại xấu người, muốn gần mà không thể gần nổi, con không có đồng ý lấy nó đâu. Chánh tổng hán an ủi, con ơi, nó xấu nhưng kết cấu nhà nó vững chắc. Con muốn mau thăng quan tiến chức thì phải có thế lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Nếu chỉ trông chờ vào tài năng thì có mà đến mùa quýt. Đừng để ngài quan phủ nổi giận, chắc chắn sẽ vô số điều không có lành xảy ra ngay tức khắc đâu. Thôi thì hãy nghe ta đi, vừa giữ cho con vừa giữ cho bố nữa, chỉ có lợi thôi. Nể bố nên Hoàng không có còn lạnh nhạt với Thúy nữa, nhưng cũng không tỏ ra thân mật dồ dập. Anh luôn giữ khoảng cách với Thúy như một người bạn bình thường, như nhiều người bạn mà anh đã quen. Một đôi lần Thúy vào phòng của Hoàng và đòi ngủ lại. Trước sau gì em cũng là vợ của cậu rồi, làm sao phải giữ kẻ nữa? Hoàng ôn tồn nói, đừng có làm như vậy. Hãy nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến danh dự của gia đình hai chúng ta và của bản thân của mình. Đừng để mọi người cười cho thối mũi. Võ Thúy dùng dằn, em sống vì điều em yêu, em thích, chứ không phải sống vì cái lời đồn thiên hạ. Hiến dâng trinh tiết trước hay sau cho người chồng của mình thì có gì khác nhau? Hoàng nhẹ nhàng, vẫn biết là như vậy, nhưng nhiều khi người ta không có thể sống theo ý của mình. Dù Thuyết muốn lắm, nhưng trước lời lẽ nhẹ nhàng, ôn tồn, ẩn chứa nhiều điều tỏ ra yêu thương của Hoàng, khiến cho Thúy không thể giận nổi, đành quay về phòng riêng của mình. Giữa lúc đó, Nguyệt xuất hiện trong nhà của Chánh Tổng Hán với thân phận kẻ ăn người ở trừ nợ. Sự xuất hiện của Nguyệt như làn gió mát giữa mùa hè nóng nực, như một ngọn lửa hồng ấm áp giữa đêm đông giá lạnh. Ban đầu, Tổng Hán sai Nguyệt phục vụ tại phòng khách. Nhìn Nguyệt, nhìn chồng, bà Chánh hiểu ngay âm mưu khốn nạn của chồng. Lão ta là một con quỷ dâm dục, những lần chinh phục bà vợ hai, bà vợ ba cũng từ cái mẹo đơn giản đó. Bà không ghen mà chỉ thương xót một cô gái xinh đẹp liễu yếu đào tơ, thân phận thấp hèn đứng trước hang hùm miệng sói. Này, đang vào cái vụ rất cần người làm. Tôi nghĩ ông nên chuyển con Nguyệt sang phục vụ cậu cả thay cho thằng Dị. Tôi nhìn con này nó cũng sạch sẽ, chăm chỉ, chắc cậu cả sẽ ưng. Còn thằng Dị sẽ ra đi cày một thời gian. Khi nào xong vụ thì tùy ông. Bà Chánh không hy vọng sẽ cứu được Nguyệt lâu dài. Nhưng thôi, được ngày nào thì hay ngày đó. Tuy không bằng lòng với lời đề nghị của vợ, nhưng Chánh Tổng Hán cũng không biết bác bỏ kiểu gì. Lão thầm nghĩ, cứ để cho con mụ già này hí hửng vui mừng, tưởng ta mắc kế, rồi ta sẽ đánh vào cái điểm mà người vợ thật thà kia không có ngờ tới. Vậy là Nguyệt được chuyển lên phục vụ cho cậu cả Hoàng. Nhiệm vụ của Nguyệt là quét dọn phòng ngủ, phòng làm việc, thư viện, cũng như giặt giũ cơm nước hàng ngày cho cậu cả. Buổi gặp đầu tiên, Hoàng vô cùng bất ngờ trước sắc đẹp qua nhường nguyệt thẹn của Nguyệt. Tình yêu sét đánh khiến cho cậu choáng váng. Nhưng quả thật, Hoàng cũng chưa biết ngỏ lời như thế nào. Sống nơi phồn hoa đô thị, lại được cưng chiều, muốn cái gì được cái nấy. Nhưng vì mãi lo học hành thành tài, nên mọi chuyện trai gái trăng hoa đối với cậu cả thì vô cùng xa lạ. Mỗi lần gặp Nguyệt là chân tay cậu cứ như thừa thải, nói năng lập bập lúng túng. Về phía Nguyệt cũng không hơn gì cậu cả. Công việc làm thì lúng túng như một đứa trẻ mới tập đi. Mỗi lần gặp Hoàng, vẻ mặt của cô cố tỏ ra lãnh đạm thờ ơ, nhưng con tim trong trắng ngây thơ của cô xao động dữ dội. Cả hai lòng trong như đã, mặt ngoài còn e.
Vào một đêm, Hoàng về muộn. Nguyệt ngồi cạnh bàn ăn chờ đợi. Do mệt quá nên Nguyệt gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Hoàng mở cửa bước vào, giật mình. Cậu tiến lại gần, cúi xuống nhìn Nguyệt chăm chú. Khuôn mặt người con gái dậy thì nghiêng nghiêng, đôi hàng mi dài cong vút, hơi động đậy, làn môi hé mở. Chưa khi nào khuôn mặt của hai người lại gần nhau đến như vậy. Nhìn dáng điệu ngủ ngồi của Nguyệt, Hoàng lại nhớ đến mẹ. Ngày còn nhỏ, mỗi lần Hoàng đi học về muộn, bà Chánh cũng ngủ ngồi đợi cậu như vậy. Một cảm giác vừa yêu vừa thương dâng lên trong lòng của cậu. Đang ngủ, Nguyệt có cảm giác như bị ai nhìn trộm. Cô mở bừng mắt. Mặt của cô và mặt Hoàng gần như chạm nhau. Hoảng hốt, Nguyệt khẽ đẩy lùi Hoàng ra. Đứng dậy vẻ hốt hoảng. Ủa? Cậu về từ khi nào đó? Bẩm cậu, chờ cho một chút xíu con đi hâm lại đồ ăn rồi mời cậu dùng cho nóng. Hoàng giữ chặt tay của Nguyệt. Tôi không đói. Nguyệt đừng có đi đâu cả. Nguyệt đứng sững, hai tay của cô vẫn để nguyên trong nắm tay Hoàng. Một cảm giác ấm áp lan truyền khắp người Nguyệt. Bất ngờ, Hoàng kéo mạnh tay Nguyệt về phía của mình. Cả thân người của cô đổ ập vào khuôn ngực giảm dở của Hoàng. Hoàng vòng tay ôm chặt lấy cô. Nguyệt cố sức dùng dãy nhưng không nổi. Vòng tay của Hoàng như hai gọng kìm bằng sắt siết chặt. Cuối cùng, Nguyệt đành đứng im. Hoàng gục cằm mình vào vai Nguyệt thủ thỉ. Nguyệt ơi, nếu anh nói với em rằng anh rất yêu em, liệu em có tin không? Nguyệt nói như kẻ hụt hơi. Em tin, em tin. Sau này nghĩ lại, Nguyệt không hiểu vì sao mình lại nhận lời cầu hôn của Hoàng nhanh đến như vậy. Còn lúc này, Nguyệt chỉ thấy lòng mình phơi phới niềm sung sướng vô bờ vô bến. Một con người luôn có tấm lòng sống vì người khác như Nguyệt, không nỡ từ chối một tình yêu chân thật. Nói thì nói vậy, chứ Nguyệt sợ cụ Chánh lắm. Nhất định cụ sẽ không tha thứ cho hành động ngông cuồng của Nguyệt cũng như của con trai. Cụ Chánh nhất định sẽ lôi cổ cô ra khỏi cái kén mang tên hạnh phúc. Cô đã dại dột, cầm nắm trong tay cái thứ không phải là của mình. Đã thấy điều không có được thấy, số phận khắc nghiệt đã áp đặt lên đôi vai mỏng manh gầy yếu của cô. Nguyệt nghĩ đến những hành động tàn ác dã man của cụ Chánh mà rùng mình. Nguyệt thốt lên. Em sợ... Hoàng hỏi. Em sợ cái gì? Em cũng rất yêu anh, nhưng còn... Hoàng đưa nhanh bàn tay lên giữ câu nói nửa chừng của Nguyệt. Không có nhưng gì hết. Hãy tin ở anh, mọi khoảng cách về gia đình anh sẽ tìm cách san lấp. Bố mẹ anh nhất định sẽ nghe anh vì anh là con trai duy nhất. Em có tin không? Dạ, em chỉ cầu mong như vậy thôi. Vậy thì em hãy cười lên cho anh vui đi. Nguyệt cố gắng cười để cho Hoàng yên lòng. Hoàng cúi xuống nhìn Nguyệt bằng đôi mắt chứa chan yêu thương. Nhắm mắt lại đi em. Rồi không chờ cho Nguyệt nhắm mắt, Hoàng hôn nhanh lên trán, lên cổ, và dừng lại rất lâu ở đôi môi vừa mới hé mở của Nguyệt. Nước mắt của cô ứa ra. Vì sao em khóc? Em mừng vì hạnh phúc đến với em bất ngờ quá. Thôi, thôi đi, đừng có khóc nữa. Anh yêu em mà. Nói rồi, Hoàng hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên má của Nguyệt. Nguyệt chợt hỏi. Anh yêu em thiệt không? Vậy còn cô Thúy, con gái yêu của quan phủ? Điều này em biết quá rõ mà. Bố mẹ của anh là quan phủ đang cố gắng dung dáng cho anh và Thúy. Không phải họ nghĩ đến hạnh phúc của anh đâu, mà bên nào có mưu đồ âm mưu của riêng mình. Bản thân Thúy cũng rất yêu anh, nhưng quả thật anh chỉ có coi Thúy như một người bạn, người thư ký riêng thôi, đó không phải là tình yêu. Em có hiểu không? Nguyệt gật đầu. Em hiểu mà. Nói rồi, Nguyệt kiễng chân lên hôn vào môi của Hoàng. Nụ hôn này nó mới ngọt ngào làm sao. Nguyệt không lo sợ sao được khi mà quan phụ mẫu và Chánh tổng hán đã hứa với nhau kết thành thông gia. Con gái quan phụ mẫu thường xuyên xuống thăm chồng tương lai.
Nhà của họ cao sang quyền quý, dòi dọi, mà đời đời kiếp kiếp bố mẹ Nguyệt cũng như vô vàn người nông dân phải ngẩng mặt ngước nhìn. Không bao giờ cụ Chánh đồng ý cho con trai của mình lấy một người vợ bần hàn rách rưới tận đáy cùng của xã hội. Giới Nguyệt không thể nào quên được buổi đầu tiên gặp Thúy ở tại thư phòng của Hoàng. Thúy cau mặt. Mày là ai? Ai cho mày tự tiện vào đây? Nhìn Thúy, Nguyệt biết đây là một tiểu thư khuê cát, nhưng cô không biết là ai, quan hệ với gia đình cụ Chánh như thế nào, nên chắp tay thưa. Dạ, thưa chị, em... Mới nói được đến như vậy thôi, thì một cái tát cháy má từ tay Thúy giáng tới kèm theo tiếng quát lớn. Đừng có hỗn hào! Tới bố mẹ mày cũng không có dám gọi tao là chị nghe chưa? Mày biết tao là ai không? Tao là Võ Thúy, con gái quan tuần phủ, là con dâu tương lai của cụ Chánh đây. Mày phải gọi tao bằng mợ cả, hiểu không? Đồ con mọi! Nguyệt vừa xoa má vừa thưa. Bẩm thưa mợ cả, con mới đến không có biết nên trót mạo phạm, mong mợ cả tha thứ. Cụ Chánh sai con xuống đây phục vụ cho cậu cả. Võ Thúy nhìn trừng trừng vào mặt của Nguyệt. Vậy hả? Vậy làm đi. Nhớ quét dọn cho sạch sẽ đó. Làm qua lo đại khái mày sẽ chết với tao à. Nhớ là còn một đống quần áo ngoài sân ngoài giếng nữa đó. Nguyệt cúi đầu dân dạ để giấu đi cái sự khó chịu trong lòng. Chừng như nhìn thấu ý nghĩ của Nguyệt, Thúy nói. Tao sẽ theo dõi công việc của mày hằng ngày đó. Tốt cái tao thưởng, không tốt cái thì liễu cái thần hồn đó. Từ đó, đôi mắt cứu dọ của Thúy theo từng đường chổi, từng thau nước. Khi giặt quần áo, Nguyệt phát hiện ra trong đó có cả quần áo của Thúy nữa. Nguyệt bĩm môi khinh bỉ. Dĩ nhiên chỉ là khinh bỉ sau lưng. Thật may là mọi việc trôi qua mà không có thêm chuyện gì xảy ra. Đến khi xong xuôi thì cái lưng của Nguyệt cũng nhức nhối. Đã là tình yêu thì không ai có thể giấu nổi người ngoài. Người nhạy cảm nhất vẫn là Võ Thúy. Lúc đầu chỉ là dự cảm và cô bắt đầu để ý. Một lần Thúy bắt gặp Hoàng và Nguyệt đứng hôn nhau. Điều này như một sự xúc phạm tới cô. Từ ngày đi lại nhà của cụ Chánh, Thúy luôn được đối đãi tử tế. Ông Chánh tạo mọi điều kiện cho Hoàng và Thúy gặp nhau bất kể ngày hay đêm. Những mong lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Nào ngờ lửa lại cháy sang cái đống rơm khác. Xưa nay Thúy được vợ chồng quan phụ mẫu coi như ngọc ngà châu báu, được bao bọc trong nhung lụa. Mọi yêu cầu của Thúy luôn được cha mẹ đáp ứng đến mức thừa thãi. Vậy thì Hoàng phải là của cô, không ai được phép tranh giành hay chiếm đoạt. Nhìn cảnh tình địch ôm hôn chồng chưa cưới của mình mà lòng của Thúy sôi lên căm giận. Thúy mang chuyện này kể với bố chồng tương lai, tức là Lão Chánh. Lão Chánh nổi giận đùng đùng, sai gia nhân đánh cho Nguyệt một trận thừa chết thiếu sống. Lão gọi con trai tới chỉ mặt quát. Mày đừng có nằm mơ, không bao giờ ta hạ mình thông gia với vợ chồng cái thằng khố rách áo ôm. Hãy nhớ cái điều cốt tử đó. Bà Chánh chỉ biết khóc lóc gian xin chồng nguôi giận. Bà chỉ muốn yên cửa yên nhà, mẹ con gần gũi. Nhưng làm cách nào thì chính bà cũng chịu. Mọi lời nói của Lão Chánh với con trai như nước đổ lá môn. Xin đừng ai phí lời, phí thời gian để khuyên can một người đang yêu say đắm. Lần khác, Thúy nói với Lão Chánh. Con nghĩ kỹ rồi bố à. Muốn cho đôi này nó lìa nhau chỉ còn cách con tiện tỳ kia phải chết. Nó dám coi thường địa vị cao sang của bố. Lão Chánh vồ lấy câu nói của Thúy. Vậy con định làm sao hả? Thúy ghé tai của Lão Chánh thầm thì. Cái quyết đoán của Lão Chánh tổng hán cộng thêm lòng ganh ghét đố kỵ nham hiểm của con Thúy khiến cho hai người nhanh chóng đi đến quyết định ý đồ sát hại Nguyệt. Vào một đêm mưa không lớn nhưng kéo dài lê thê, bầu không khí ẩm đạm bao trùm khắp nơi. Cái hơi ẩm ướt của đêm mưa ùa vào khiến căn phòng của Nguyệt trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ngọn đèn hoa kỳ được dặn xuống nhỏ nhất có thể. Ngoài trời tối đen như mực. Đêm nay, Hoàng không về. Anh nói phải tháp tùng với đoàn thẩm phán vào điều trần việc gì đó với vua Bảo Đại tại Kinh Thành Huế. Đêm nay, Nguyệt rất nhớ Hoàng. Ngày nào không gặp được một lần là ngày đó Nguyệt ăn không ngon, ngủ không yên.
Nguyệt mong mình có đôi cánh để bay vào Quế với Hoàng. Trong lòng của cô như có ngọn lửa đang cháy ngùn ngục. Tự nhiên, cô thấy nóng ruột lạ lùng, hình như có chuyện gì đó rất hệ trọng sắp xảy ra. Rồi Nguyệt thấy một cô gái lạ quắc hiện ra nói. Em muốn đến nơi của Hoàng không? Hãy đi theo chị. Không kịp đắn đo suy nghĩ, Nguyệt đi theo ngay. Dọc suốt đường đi, Nguyệt thấy rất nhiều loại hoa lạ mà cô không biết gọi tên nó là cái gì. Hương của nó khiến cho Nguyệt hắt hơi liên tục. Đi mãi, hai người đến một cái cây cầu rất dài. Phía dưới cầu là một dòng sông lửa. Nguyệt tỏ ý ngại ngùng không dám bước lên cầu. Người con gái lạ nói, anh Hoàng đang đón chúng ta ở đầu cầu phía bên kia, dũng cảm lên em. Vậy là Nguyệt mạnh dạn bước lên cầu. Hai người đi được một phần ba cầu, bỗng nhiên cả cây cầu rung lắc dữ dội. Nguyệt quay sang nhìn thì cô gái đi cùng đã biến mất. Nguyệt hoảng sợ, vừa khóc vừa kêu cứu. Không có ai cả. Xung quanh Nguyệt là một màu đen tăm tối. Chợt tiếng của Hoàng từ bên kia cầu thét lên. Quay lại ngay, Nguyệt ơi, quay lại đi. Nguyệt ráng sức quay lại, cắm đầu chạy. Nguyệt chạy đến đâu, những thanh gỗ bắt ngang cầu nó rơi rụng đến đó. Còn cách cái mô cầu hơn một bước, thì Nguyệt nhào vào thì cũng là cả cây cầu sập xuống kinh hoàng. Nguyệt bừng tỉnh, thì ra đó là cơn ác mộng. Nhưng số kiếp của Nguyệt chưa qua. Tỉnh cơn ác mộng, Nguyệt thấy chân tay của mình bị trói chặt. Cô nằm cong queo trên nền gạch tàu, trước mặt của Nguyệt là Lão Chánh, Võ Thúy và hai tên phái già dị. Mặt đứa nào cũng bậm trợn hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Võ Thúy mắt đỏ ngầu, mỉm cười nham hiểm. Cái con hèn hạ thối tha này, mày dám mơ mộng trèo cao, thật là điên khùng. Hỡi cái con khố rách áo ôm kia, mày có chết đến 100.000 lần vẫn chưa có hết tội đâu. Nguyệt hỏi, tôi có tội gì? Thúy cười ha hả. Thôi thì trước khi mày chết, tao sẽ không có hẹp lượng gì mà không cho mày biết. Tội của mày là dám lợi dụng sắc đẹp quyến rũ chồng chưa cưới của tao. Rõ chưa? Lão Chánh chen ngang. Giải quyết nhanh gọn đi con, thừa hơi đâu mà đấu khẩu với nó. Võ Thúy mím chặt môi, mắt nhìn trừng trừng, lôi con dao bầu để thọc thiết heo, đâm một nhát cực mạnh vào ngực trái của Nguyệt. Sắc mặt Võ Thúy không có hề thay đổi. Cặp chân mày nhíu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nguyệt thét lên, cô thấy đau nhói, đau ở tim. Tại sao lại đau như vậy? Đôi mắt đầy căm hờn của Nguyệt nhìn Võ Thúy không chớp. Máu của Nguyệt giọt ra ướt đẫm tay áo Thúy. Thúy rút mạnh con dao ra, đầu của Nguyệt ngật sang một bên. Không khí trong phòng chợt lạnh hẳn đi. Gió bất nổi lên cuồn cuộn, gió thổi mạnh đến nỗi Lão Chánh tưởng như không có đứng vững được. Đôi tay của lão phải bám chắc vào thành cửa, nhìn con dao tương lai giết Nguyệt như giết một con gà, chính Lão Chánh cũng rùng mình khiếp sợ. Lão kêu hai tên gia nhân, nhanh chóng thu dọn đi, sắp sáng rồi đó, nhớ thu dọn sạch sẽ nghe, mai cụ thưởng. Đêm đó, cả nhà của chị Thỏa chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc cực khổ. Chợt chị Thỏa tỉnh giấc bởi nghe ngoài cửa có tiếng mèo kêu thảm thiết. Hình như có cái gì đó va chạm rất mạnh. Chị mở mắt theo phản xạ nhìn ra cửa. Bên ngoài ánh trăng ảo mờ ma quái, chị phát hiện ra một bóng người đứng xõa tóc. Chị nghĩ thời tiết này mà đứng ngoài nhà chắc lạnh lắm. Dù chưa biết bóng đen kia cần cái gì, nhưng đến nhà của chị lúc nửa khuya rét mướt này chắc phải hệ trọng lắm. Chị ngồi hẳn dậy rời khỏi giường. Ngay lập tức, cái bóng đen kia ngẩng lên đưa tay vén tóc sang một bên. Trời ơi, con Nguyệt! Chị thốt lên, đứa em gái với Nguyệt bật dậy, nó đưa tay dụi mắt trong bộ dạng còn ngái ngủ. Bưu ơi, hình như chị Nguyệt về. Nó mừng rỡ rời giường chạy chục ra cửa. Chị Thỏa túm áo con lại rồi quay ra hỏi, có phải con Nguyệt đó không? Sao nửa đêm nửa hôm lại về vậy hả? Có chuyện gì?
cái bóng đen cất tiếng não nề như vang vọng từ cõi âm lạnh lẽo. Bưu ơi, tụi nó giết con rồi. Nói xong, bóng đen biến mất. Một trận gió nổi lên cuốn lá khô bay xào xạc ngoài sân, nghe như tiếng khóc thê lương ai oán, làm cho chị Thỏa rùng mình khiếp hãi. Chị chạy vào giường chồng, lay gọi. Anh Thỏ nghe vợ kể lại mà lòng nghi hoặc. Không lẽ trên đời này có ma? Một người đàn ông cực khổ kham khó từ tấm bé, bờ mương bãi xú nào mà không dẫm chân lên, nào có gặp con ma con quỷ nào đâu. Anh động viên vợ. Tại mình nhớ con quá mà sinh mộng mị, chứ con Nguyệt nhà mình không có việc gì đâu. Chị Thỏa gắt lên. Không có phải đâu mình ơi, con hai nó cũng nhìn thấy mà, nó còn nói hình như chị Nguyệt. Chị Thỏa dường như bất lực, không biết giải thích như thế nào để cho chồng tin. Anh Thỏa ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với vợ. Vậy đi, sáng mai mình tới nhà của cụ Chánh xin cho con Nguyệt về thăm nhà một ngày vì bố nó ốm nặng. Thôi, ngủ đi, sắp sáng rồi. Chị Thỏa nghe lời chồng nằm xuống, nhưng không còn tâm trí nào để ngủ tiếp nữa. Trời chưa sáng rõ mặt người, chị đã le te đội nón rách sang nhà của lão Chánh. Cũng trong cái đêm kinh hoàng đó, tại kinh thành Huế, Hoàng mơ thấy mình nắm tay Nguyệt đi trên con đường làng quen thuộc. Cả hai cười nói vui vẻ như quên cả thời gian. Thỉnh thoảng họ dừng lại ôm nhau và hôn nhau. Đến cây đa cổ thụ đầu làng, đất trời bỗng nhiên tối sầm, khói sương mù mịt. Hoàng hỏi, đây là nhà của thầy Bu em hả? Sao anh không có nhìn thấy nhà cửa đâu hết? Nguyệt mỉm cười âu yếm. Chỉ có mình em ở đây thôi, em mới dọn ra ở riêng. Hoàng ngờ nghịch. Vậy à? Vậy nhà em ở đâu? Nguyệt đưa tay chỉ vào một đống đất lùm lùm mới đắp cỏ chưa kịp mọc, chỉ cao hơn nền cỏ một chút. Nhà em ở đây, anh vào đi. Nói rồi, Nguyệt cầm tay của Hoàng lôi vô. Hoàng hoảng hốt giật tay ra và nhìn quanh. Nhiều nấm mồ lô nhô cao thấp cũ mới liền liền không sao đếm xuể. Hoàng quay lại định hỏi cho rõ ràng thì Nguyệt đã biến mất. Hoàng gọi lớn. Nguyệt ơi, em ở đâu? Anh gọi đến khản cả cổ mà không thấy ai trả lời. Bỗng nhiên từ dưới đáy ngôi mộ sát chân của anh vẳng lên một tiếng nói lạnh lẽo. Bố anh và con mụ Thúy đã giết em rồi. Dưới này em lạnh lắm, cô đơn lắm. Nước mắt của Hoàng ứa ra, anh choàng tỉnh. Trong sự bàng hoàng chưa kịp phân tích là thực hay mơ, nét mặt của Hoàng tái dại, mồ hôi túa ra đầy lưng áo. Thấy Hoàng bật dậy giữa đêm khuya, người bạn cùng phòng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Hoàng xua tay. Không, không có gì, không có gì, chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ như thật, vệt nước mắt còn đọng trên má của Hoàng, nghĩa là anh khóc thật. Lần đầu tiên trong đời Hoàng khóc vì một cô gái, vì mối tình đầu. Anh buồn lắm, buồn muốn chết. Yêu nhau mà không được ăn đời ở kiếp với nhau thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì. Lực cản của bố mẹ, của phong tục, của đẳng cấp thật là ghê gớm. Hoàng và Nguyệt không thể vượt qua. Trong đau khổ tuyệt vọng, vô tình Hoàng gọi tên Nguyệt. Ba đêm liền, Hoàng đều mơ thấy Nguyệt về khóc lóc kêu gian. Lần khác Hoàng lại mơ thấy hai người đàn ông kéo lê xác của Nguyệt trên mặt đất. Toàn thân cô đẫm máu, họ ném thi thể của cô xuống một cái hố nông trèn rồi nhanh chóng lấp đất. Tỉnh dậy, Hoàng thẫn thờ nhìn ra ngoài cổng. Một bóng người ngồi gục đầu xuống gối, mái tóc dài che hết khuôn mặt. Cô ngồi dưới gốc đa cổ thụ sát cổng, hình như cô gái đang khóc. Tuy hơi xa một chút, nhưng Hoàng vẫn nhận ra nhiều nét thân quen. Hoàng hỏi người phục vụ đang lúi húi dọn dẹp. Anh có nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng kia không? Người phục vụ hỏi lại. Bẩm cậu, ở đâu? Ở gốc cây đa cạnh cổng đó. Bẩm cậu, không có ai hết. Hoàng nhìn lại lần nữa, thì không thấy bóng trắng kia đâu cả. Anh lại hỏi.
anh có nghe thấy tiếng khóc không? Người hầu chắp tay trước ngực vái lấy vái để. Con lại cậu, con không nhìn thấy gì hết á, con không nghe thấy gì hết, xin cậu đừng làm con sợ. Vợ chồng của lão Chánh vừa mới ăn xong bữa sáng, thì bà quản gia vào bẩm. Thưa hai cụ, ngoài cổng có chị Thỏa, người làng gọi, kêu xin hai cụ cho phép con Nguyệt về thăm nhà một ngày. Bố nó đang bệnh nặng. Chị ấy còn nói, nếu hai cụ không cho về thì chị ta chỉ xin một phút gặp mặt con Nguyệt cũng được. Lão Chánh phẩy tay. Rộn chuyện à. Chị ra nói với nó là cứ về đi. Hôm nào thông thả rồi cụ sẽ cho con Nguyệt về thăm. Đi làm kẻ ăn người ở đâu phải muốn về lúc nào cũng được. Bà Chánh nhẹ nhàng. Thì ông cứ cho mẹ con nó gặp nhau một lát, mất mát gì đâu. Lão Chánh dùng đứng dậy quát tháo. Tôi đã nói không được là không được. Ra đuổi cổ con mụ ấy đi đi. Nói xong, ông bước nhanh về phòng riêng. Cánh cửa phòng vừa mới mở, bỗng một luồng gió lạnh hất mạnh ùa ra làm cho lão Chánh bất ngờ phải lùi lại một bước. Lão giật mình bởi một người con gái mặc đồ trắng toát đứng sững trước mặt. Trong một phần ngàn giây, lão Chánh nhận ra Nguyệt. Máu từ ngực cô giọt ra thành tia, nó bắn vào mặt, vào quần áo của lão. Thân thể của Nguyệt đang trong thời kỳ phân hủy nên nhìn rõ những con giòi bọ bò lổm nhổm. Mùi của thịt người thối rữa xộc vào mũi lão. Lão Chánh muốn quay người chạy trốn nhưng không được. Cả người của lão như bị đông cứng. Nỗi khiếp đảm trong lòng của lão dâng lên tột cùng. Lão muốn kêu cầu cứu với người vợ vẫn còn ngồi ở bàn ăn cũng không nổi. Cổ họng của lão như bị ai bóp chặt. Cái bóng trắng bay phất phơ trong không gian. Mái tóc dài cũng bay theo quấn vào cổ của lão. Cặp mắt chất chứa lửa hờn căm của bóng ma như muốn thiêu đốt lão thành tro bụi. Cả phòng ngủ như chìm trong một biển máu. Lão Chánh rú lên. Phải, cái bóng trắng đó chính là Nguyệt. Hay nói chính xác là hồn ma của Nguyệt. Cô cất lên tiếng cười rùng rợn. Nghe tiếng của lão Chánh rú, bà Chánh chạy vào đã thấy chồng nằm còng queo dưới đất, hai tay đang tự bóp cổ của mình, mắt trợn ngược. Bà Chánh hốt hoảng kêu gia nhân vào cấp cứu. Lão Chánh tỉnh lại nhờ tiếng gọi của mọi người. Lão nắm lấy tay của vợ như kẻ đi tìm nơi dựa dẫm. Bà Chánh bóp chặt tay chồng. Ông sao vậy? Tự dưng lăn đùng ra đất, miệng thì ú ớ. Bà thấy những gì trong nhà này? Bà Chánh hỏi lại. Chuyện gì là chuyện gì? Lão Chánh im lặng hồi lâu rồi mới nói. Không thấy cái gì thì thôi. Thực lòng, lão Chánh không muốn kể chuyện vừa gặp con ma nữ mang tên Nguyệt. Lão vừa lo sợ, vừa lo cái tin nhà lão có ma bị thổi tung ra ngoài xã hội. Còn bà Chánh lại nghĩ ông bị gió độc nên bắt ông vào buồng để cạo gió đánh cảm. Nửa ngày sau, lão tỉnh hẳn. Lão Chánh biết rằng chuyện giết Nguyệt không còn đơn giản nữa. Thế giới tâm linh muôn hình vạn trạng, mọi việc xảy ra giữa người dương với người âm vô cùng phức tạp. Cũng trả thù, cũng khổ đau tục lụy, đâu phải chết là hết mà chỉ là kết thúc cảnh giới này để chuyển sang một cảnh giới khác. Những linh hồn oan ức sẽ về đòi những gì mình mất. Lão Chánh gọi con dâu tương lai đến để kể cho nghe về hồn ma con Nguyệt. Lão cầu mong đứa con dâu lắm mưu nhiều kế này sẽ bày cho lão cách giải thoát nhẹ nhàng, kín đáo. Nghe xong chuyện, Võ Thúy tái mặt. Đêm qua bóng ma con Nguyệt cũng xuất hiện tại nhà cô. Chính xác là ngay tại phòng ngủ của Thúy. Lúc đó trời vừa mới sập tối. Thúy đang tắm, chợt nghe tiếng người nói chuyện lao xao ở bên ngoài rất lớn. Nhưng vì tiếng nước chảy ào ào nên không nghe rõ họ đang nói cái gì. Thúy nghĩ chắc mẹ cô đang sai phái người làm trong nhà. Tắm xong, Thúy bước ra sân hong cho tóc màu khô. Cái sân rộng mênh mông, vắng tanh vắng ngắt. Giữa lúc đó, Thúy thấy người mẹ đi đâu về đang mở cổng lách cách. Thì ra tiếng nói vừa rồi không phải là mẹ cô. Tỉnh tâm lại, Thúy mới nhớ đó là tiếng nói của con Nguyệt. Sợ quá, Thúy lao về phòng ngủ, leo nhanh lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.
Ngoài trời chuyển nhanh sang tối đen như mực, thình lình có ai đó đập cửa gấp gáp, rồi tiếng mở cửa ken két, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cái cảm giác sợ hãi và hồi hộp là một sự trải nghiệm kinh hoàng. Từng bước tiến lại gần giường Thúy. Cô hé chăn ra nhìn. Thật lạ, không có ai cả. Ánh đèn ngủ tuy mờ mờ, nhưng vẫn soi tỏ mọi vật trong phòng. Bất chợt, một bóng người từ trên trần nhà rơi xuống đứng đối diện với Thúy. Một khuôn mặt bầm dập méo mó, một cái lưỡi đỏ lòm nó dài như lưỡi rắn muốn liếm vào mặt của Thúy. Hai khuôn mặt áp sát gần nhau. Thúy bật lên. Con Nguyệt! Phải, đó chính là hồn ma con Nguyệt. Tiếng cười của hồn ma rít lên như xé vải. Nó xoáy sâu vào trí não của Thúy đau buốt. Thúy vội nhắm mắt lại. Hồn ma nói. Hãy mở mắt ra nhìn tao cho kỹ, hỡi con ác nhân. Thúy không đủ can đảm mở mắt. Cô thường nghe nói, nếu người dương chỉ cần một lần nhìn thẳng vào mắt con ma, tâm hồn sẽ bị lạc lối, bị ma bắt ngay. Bỗng hồn ma túm chặt lấy Thúy lôi dậy. Mày trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Mười đầu ngón tay của hồn ma sắc và nhọn bấm sâu vào cổ tay của Thúy. Con Thúy nó thét lên trong đau đớn tột cùng. Chân tay của nó dùng dãy theo bản năng một lúc thì thấy người nhẹ trở lại. Một cơn ác mộng. Không, đó chính là thật. Những vệt bầm tím còn in rõ trên cổ tay của Thúy để chứng minh đó không phải là ác mộng. Lão Chánh cùng cô con dâu tương lai đang bàn soạn cái cách chống đỡ lại cái hồn ma con Nguyệt thì chợt nghe tiếng ồn ào ầm ĩ ở ngoài sân. Lão Chánh đứng lên chưa kịp ra xem có chuyện gì thì bà quản gia lao vào như một cơn lốc. Bà mặt mày tái xanh, không còn giọt máu. Bà hổn hển đứt quãng. Bẩm cụ Chánh, không hiểu vì sao thằng Phái đâm chết thằng gì ở ngoài đồng. Đâm xong thằng Phái nó lững thững đi về đến cổng nhà thì bị con trâu mộng của cụ hút lòi ruột. Kinh khủng quá. Lão Chánh nhìn con Thúy. Con Thúy nhìn lại bố chồng tương lai như ngầm hiểu. Xưa nay, hai thằng này rất thân nhau và cũng là cánh tay mặt của lão Chánh. Không phải tụi nó giết nhau vì chia thưởng đâu, mà là hồn ma con Nguyệt về báo oán. Con Thúy nó nói, bố cứ giao cái việc này cho con nghe trên tỉnh có một pháp sư rất cao tay tên là Lượng. Hồn ma bóng quế con Nguyệt dẫu có như thế nào cũng không thể đối chọi được với thầy Lượng đâu. Con phải nói với thầy Lượng kín miệng một chút nghe, kẻo tung té ra không có hay ho gì đâu. Thầy Lượng là người trên tỉnh, nghe nói pháp thuật trừ ma diệt quỷ trấn yểm bùa ngải của thầy rất cao siêu. Không những vậy mà tại gia đình thầy lúc nào cũng nườm nượp người đến cầu xin thầy ngón tay cứu giúp. Ông ta chưa hề chịu khuất phục bất cứ một hồn ma nào. Nể lời cầu xin của con gái yêu quan phủ, mới lại đây. Giả lại, đây cũng là dịp tốt để thầy kết thân với quan phủ mẫu. Thầy Lượng lập tức dẹp bỏ tất cả để tới ngay nhà của lão Chánh. Vừa mới bước vào nhà, thầy Lượng đã kêu lên. Âm khí nặng nề quá! Hồn ma là một cô gái trẻ bị chết quan nên quán khí chất chồng. Không phải cứ làm lễ cầu siêu mà giải được ngay đâu. Cái vụ này cực khó và nguy hiểm lắm. Nhưng tôi vì quan phủ, vì cụ Chánh sẽ cố gắng hết sức. Còn được hay không là do lòng trời. Nói xong, ông ta mở đồ nghề cũng như dặn dò mọi người nhà của lão Chánh mua bán những cái thứ cần thiết. Mọi thứ thầy Lượng yêu cầu được nhanh chóng đáp ứng. Buổi lễ trấn ma trừ quỷ được bắt đầu. Bàn thờ bày rất nhiều hoa quả cùng các vật phẩm khác như thịt gà, thịt heo xào nấu thơm lừng, đèn đốm sáng choang, hương khói mịt mù. Thầy Lượng đứng trước, lão Chánh cùng con dâu tương lai quỳ lạy phía sau. Thầy Lượng thỉnh chuông, dâng hương rồi đọc thần chú gọi hồn ma cô Nguyệt. Bóng ma cô Nguyệt hiện lên tức thời giữa thanh thiên bạch nhật. Không cứ vì ba người trong cuộc mà cả những gia nhân của lão Chánh
vì tò mò ngấp nghé ngoài cửa, họ cũng nghe thấy. Một tay thầy Lượng giữ con gà trống, một tay thầy cầm cái nấm hương đang cháy đùng đùng, vẽ vào khoảng không những lá bùa kỳ dị. Chân của thầy nhảy nhót không ngừng, hồn ma cô Nguyệt cười ha hả. Các người cho rằng, biện cái lễ to để mong ta quên đi hận thù, quên đi tội ác ngút trời của các người sao? Lầm rồi, ác giả, ác báo, gieo gió nhất định phải gặt bão. Đó là quy luật ở đời. Ta thề rằng sẽ không bao giờ để cho các người được sống yên ổn thoải mái đâu. Thầy Lượng cất tiếng du dương như hát. Ta xin hồn ma yên nghỉ, hãy xóa bỏ hận thù, đừng lấy oan trả oan, hãy trở về cõi âm, chịu khó tu tập, để mau được đầu thai kiếp khác. Nếu cố tình cưỡng lại, quy luật hồn sẽ tan, phách sẽ tan, muôn đời muôn kiếp không bao giờ trở lại kiếp người được nữa. Ta xin thầy đừng có nhúng tay vào cái chuyện này. Kẻ gây ác phải chết, phải chịu thật đau đớn gấp vạn lần. Nếu thầy cố tình, thì hậu quả rất khó lường đó. Nói rồi, hồn ma bước nhanh về phía của thầy Lượng. Lão Chánh cùng với cô dâu tương lai dập đầu xuống nền nhà, bôm bốp. Trăm lại cô Nguyệt, ngàn lại cô Nguyệt, trong lúc hồ đồ đã gây nên tội ác với cô, giờ ân hận thì đã muộn rồi, cúi xin vong hồn cô tha thứ, từ nay về sau, hằng năm xin cúng lễ tạ ơn vong hồn. Sao lúc các ngươi giết ta lại không nghĩ đến cái điều này? Các ngươi có thể che mắt được người trần, chứ còn làm sao che được đất trời thần thánh? Hôm nay, ta theo lệnh của Đức Diêm Vương về lấy mạng các ngươi đây. Nói rồi, hồn ma giơ hai cánh tay đầy máu hướng về của lão Chánh và Võ Thúy. Thầy Lượng quát lớn. Dừng tay! Nói rồi, thầy nhanh tay đưa lưỡi dao sắc cắt cục đầu con gà trống. Những tia máu từ cổ con gà giọt tung tóe. Hồn ma lùi lại thét lên đau đớn rồi biến mất. Tất cả im lặng đến rợn người. Nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Mọi chuyện tưởng sẽ trôi qua êm đẹp. Thầy Lượng hí hửng cúi xuống định thu dọn đồ nghề. Nhưng đúng vào lúc đó, con gà mái đứng ngoài sân vỗ cánh phành phạch nó gáy lên mấy hồi rất lớn. Thầy Lượng thất kinh. Xưa nay, chỉ có gà trống mới gáy. Này gà mái gáy, không khác nào một lời cảnh báo, một lời đe dọa. Mặt của thầy Lượng tái nhợt, đôi mắt thất thần phát ra những tia hoảng loạn. Phòng khách của nhà lão Chánh rộng mênh mông là như vậy, nhưng bây giờ đây như đông cứng, như nặng nề. Một sự nặng nề tới mức không có lời nào diễn tả chính xác. Bỗng nhiên, tiếng của thầy Lượng rú lên. Không ai kịp nhìn và cũng không ai biết vì sao, chỉ biết sau tiếng kêu của thầy Lượng là cả thân hình của thầy văng mạnh vào tường, máu me dung dãi. Mọi người xô lại mang gấp thầy Lượng đi nhà thương cấp cứu. Những ngày sau, Thúy không có dám ở lại nhà của Chánh Tổng Hán nữa. Cô trở về nhà của mẹ đẻ. Lần trấn ma yếm bùa vừa rồi, cô vẫn chưa hết run. Gương mặt cô lúc nào cũng mang nét hoảng sợ. Quan bà đưa cho cô chén thuốc an thần kêu uống. Thúy làm một hơi hết sạch. Cô mong sẽ có được những giấc ngủ ngon lành. Qua chục ngày yên ổn, cô mới định thần trở lại. Nhưng linh cảm như báo cho cô biết trước sẽ có những cái sự cố rất lớn sắp xảy ra. Như trước giông bão bao giờ cũng yên mưa lặng gió, quan bà ôm con gái vào lòng an ủi. Không có con ma nào giết nổi người đang sống đâu. Võ Thúy không tin. Hôm rồi thầy Lượng bị ném thẳng vào tường ngay trước mắt của cô. Dù Thúy không có nhìn rõ, nhưng cô tin rằng chỉ có hồn ma mới làm được như vậy. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Thúy giật mình hoảng hốt. Mẹ ơi, ra coi giùm con... Ai gõ cửa đó? Quan bà nói. Mẹ đâu có nhìn thấy cái gì đâu. Thì mẹ cứ ra xem giúp con coi. Tiện thể mẹ đóng chặt tất cả các cửa lại. Chiều con, quan bà đứng dậy ra mở cửa xem ai vừa mới gõ. Không có ai đâu con ơi.
Nói rồi, quan bà ngã lưng xuống nằm cạnh con gái, mà lòng bao mối ngổn ngang. Bà không hiểu vì sao con gái của bà bỗng nhiên tâm thần hoảng loạn. Có hỏi thì con gái bà nói, không có gì đâu mẹ. Đi nhà thương khám thì đốc tờ phán. Cô nhà chỉ bị suy nhược thần kinh một chút thôi, không có bệnh tật gì, chịu khó ngủ là khỏi thôi. Thôi thì thuốc Tây, thuốc ta, thuốc Nam, thuốc Bắc, ai nói cái gì bà làm cái nấy. Cả chục ngày nay con gái bà chừng như bệnh lại nặng thêm. Nửa đêm, Thúy chợt tỉnh giấc và nhõm dậy. Tự nhiên cô thấy mình đi trên một con đường rất nhiều cây cối xum xuê tươi mát. Con đường dẫn tới một ngôi biệt thự không còn mới, rêu phong cũ kỹ bám đầy trên tường, trên mái. Nhìn dáng nhà có vẻ hiền lành. Thúy đẩy cổng bước vô, trong lòng luôn cầu nguyện. Xin đừng xảy ra chuyện gì, xin đừng xảy ra chuyện gì. Cánh cổng lâu ngày bị rỉ sét kêu lên ken két. Vào đến giữa sân, Thúy nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ nâu có nhiều vết giá. Cô gái ngồi trên cái ghế xích đu, đôi chân buông thõng run run. Thúy bước lại gần, định hỏi đây là đâu. Chợt cô vấp phải một cái vật gì mềm nhũn bầy nhầy. Thúy cúi xuống nhìn. Trời ơi! Thúy thét lên kinh hoàng. Một thây người thối rữa đang ngọ nguậy, rồi ngồi bật dậy túm chặt lấy cổ chân của cô ta. Thúy ngã nhào, cứ vậy mà bị lôi vào căn biệt thự. Cô ta giãy đạp tứ tung, nhưng càng giãy càng đau. Cổ chân của Thúy như bị hai gọng kìm thép siết chặt, hình như có tiếng xương gãy đôm đớp vang lên. Rõ ràng thời tiết tháng 6 mà sao Thúy thấy toàn thân nó rét run cầm cập. Tim của cô đập như trống liên hồi. Ánh điện mờ mờ nơi phố thị hắt lên nền trời màu xám vẻ âm u ma quái. Lúc này Thúy mới nhìn rõ, không phải là căn biệt thự mà là cái miếu thờ thần linh nơi nghĩa địa. Cô gái ngồi trên ghế xích đu cũng biến mất. Thúy chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng, khi một cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất với hai hốc mắt đen ngòm, máu từ trong hai hốc mắt giọt ra bắn tung tóe vào áo quần của cô. Tóc gáy của Thúy dựng đứng, sống lưng lạnh toát. Nó hét lên, kêu cứu, rồi ngất xỉu. Sớm hôm sau, người đi làm phát hiện ra con gái yêu quan phụ mẫu nằm chết gục trong tư thế hai tay tự bóp cổ mình. Bên cạnh là nắm mộ đất còn mới nguyên. Vợ chồng quan phủ không thể nào hiểu nổi vì sao mà con gái chết lại chết ở ngoài nghĩa địa, một cái chết không bình thường. Các nhà chức quyền vào cuộc cũng không phát hiện được điều gì khả nghi, đành xếp lại cái loại án mờ. Nghe tin con dâu tương lai chết bất đắc kỳ tử, lão Chánh lo sợ phát bệnh luôn. Lão hiểu con Thúy vì sao mà chết, nhưng không dám hé răng. Lão sợ đến bệnh, gia đình chuyển lão lên nhà thương tỉnh. Lão nằm ở đó được một tuần, cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, dù bên cạnh là người vợ hết lòng chăm sóc. Ở nhà thương về đêm vắng và buồn lắm. Lão Chánh muốn ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt là vong hồn con Nguyệt lại hiện về quấy nhiễu. Một đêm nhìn sang phòng của dãy nhà đối diện, lão thấy ở đó còn có một người đang thức như lão. Vì ở xa nên lão không phân biệt nổi đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ. Lão chỉ thấy người đó giơ hai cánh tay dãy lão, ý muốn mời sang. Ừ thì sang chơi. Lão mong tìm một chút niềm vui nho nhỏ trong đêm cô quạnh. Ngoảnh sang bà vợ, thấy bà đang ngủ say. Lão nhẹ nhàng lần mò trong bóng tối tìm ra cửa. Mà quái lạ, cái cửa ra vào hàng ngày rộng rãi, vậy mà sau đêm nay lão tìm hoài không được. Chán nản, lão quay sang ô cửa bên kia như xin lỗi. Đột nhiên cái bóng từ dãy nhà bên kia bật vút lên không trung và lao về phía của lão. Từ ngực cái bóng ấy phun ra một dòng máu hôi thối, lão Chánh vội đưa tay lên che mặt. Bóp một cái, một cánh tay có bóng đen rơi ngay trước mặt của lão Chánh. Lão dùng lên định chạy,
nhưng bị cái mền mỏng quấn chặt lấy chân khiến cho lão ngã chúi về phía trước. Đôi tay của lão bị đôi tay của bóng đen khóa chặt. Bà cả! Bà cả! Cứu! Cứu! Lão Chánh cố hết sức hét lên và giật mạnh tay ra. Lão lao nhanh qua cửa sổ. Bà Chánh nằm cạnh ngủ say không biết gì. Đến khi nghe tiếng chồng kêu cứu mới giật mình bừng tỉnh. Ông Chánh! Ông Chánh! Tất cả đã quá muộn. Bà Chánh chỉ kịp nhìn thấy bóng của ông chồng cắm đầu từ cửa sổ tầng 3 xuống dưới đất. Một tháng sau, Hoàng mới xong mọi việc trong quế. Anh đã trở về thì những người chết đã mộ yên mã đẹp. Chấp nối lại các sự kiện, kể cả những giấc mơ, Hoàng hiểu những cái chết ấy hoàn toàn do người gây ra, tội ác đều bị hồn ma nguyệt về trả thù. Anh cầu mong vong hồn bố và Thúy cùng hai tên gia nhân cải tâm cải tính, chịu khó tu tập, nếu được đầu thai làm người, xin có cuộc sống tốt đẹp, nhân ái hơn kiếp sống vừa qua. Hoàng nương theo giấc mơ đến trước một nắm đất mới mà anh tin rằng đó là mộ của Nguyệt. Dần nén hương thơm, Hoàng thầm khấn. Nguyệt ơi, anh biết em chết oan vì lòng ích kỷ hẹp hòi của họ. Nhưng giờ đây, những người đó đã chết. Chết là hết. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nay, thù của em đã trả xong. Mong em thanh thản trở về cõi âm chịu khó tu tịnh để mau chóng được đầu thai kiếp khác. Nếu như duyên tình đôi ta còn thắm thiết sẽ gặp ở kiếp sau. Vừa lúc đó, một con mèo trắng từ đâu đi tới. Ánh sáng mặt trời buổi hoàng hôn phủ lên người nó một màu vàng óng ánh. Đôi mắt con mèo màu xanh lục lấp lánh. Con mèo tới sát bên Hoàng, giơ chân trước lên cào nhẹ vào chân anh rất thân thiết. Trong chớp mắt, Hoàng nhìn thấy đôi mắt thân yêu của Nguyệt hiện lên. Hoàng thốt lên và dụi mắt. Con mèo trắng cũng biến mất. Tất cả trở về với quang lạnh. Với buổi chiều mưa dầm gió bắc nơi nghĩa địa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn của Nguyễn Sĩ Đoàn, Số Phận Kẻ Đoạt Tình. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiểu thuyết tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.